tại Lào, năm 2019, nằm trong chiến lược chuyển dịch số của Viettel, Unitel tại Lào sẽ trở thành nhà mạng đầu tiên tại Lào ra mắt dịch vụ 5G nhân kỷ niệm mùng 10 năm thành lập. Nhân sự kiện này Unitel sẽ tổ chức một triển lãm công nghệ có quy mô lớn tại Lào, sự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 tới đây. Trước đó, vào tháng 2 năm 2019, Unitel cũng đã tiên phong cung cấp eSIM đưa Lào xếp thứ 7 trên 10 các quốc gia ASEAN cung cấp dịch viễn thông dùng công nghệ mới nhất trên thế giới thương hiệu của Viettel cũng trở thành đối tác chiến lược của chính phủ Lào, được chính phủ giao phó triển khai các hệ thống trọng yếu về chính phủ điện tử cho đất nước như phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông với hệ thống phong chữ Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao với học thi trực tuyến Lào Olympic, Bộ Nội vụ với quản lý hộ tịch công dân, Ngân hàng Nhà nước với Co Banking. Sau 13 năm triển khai đầu tư tại Lào, thương hiệu Unitel của tập đoàn Viettel đã trở thành thương hiệu hàng đầu ở nước này trong lĩnh vực viễn thông với hơn 3 triệu khách hàng, chiếm 56% thị phần viễn thông và doanh thu lũy kế đạt hơn 1,45 tỷ đô la Mỹ, là một trong hai thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel. Thị trường khác là Campuchia. Lợi nhuận lũy kế của Unitel sau 10 năm kinh doanh đạt gần 590 triệu đô la Mỹ với EBITDA, thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao luôn duy trì ở mức trên 55%. Tính đến hết năm 2018, Unitel đã giúp Viettel hoàn vốn về cổ tức gần 185 triệu đô la Mỹ, gấp gần 6,3 lần vốn đầu tư. Thị trường này đã hoàn vốn sau 5 năm kinh doanh đại diện tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội cho biết, Unitel là minh chứng cho việc các công ty Việt Nam có đủ tiềm lực và kinh nghiệm đầu tư ra nước ngoài, hỗ trợ các nước khác trên thế giới cùng phát triển, cùng việc đem lại hiệu quả kinh tế và vị thế ngoại giao cho Việt Nam. Unitel chính thức cung cấp dịch vụ tại Lào vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, triển khai tại 17 tỉnh, thành phố. Hiện Unitel là nhà mạng đứng đầu thị trường trong suốt 8 năm liên tiếp với hạ tầng mạng lưới lớn nhất với 6.000 trạm 2G trên 3G trên 4G phủ sóng tới 95% toàn quốc sự có mặt của Unitel đã đóng góp tích cực làm thay đổi ngành viễn thông tại Lào. Số lượng người dân tiếp cận với di động đã tăng 5 lần chỉ trong vòng vài năm, từ 18% lên 85%, viễn thông đã phủ sóng khắp đất nước, di động và Internet băng rộng được phổ cập cho mọi người dân.